Don't you? Yeah, let's go. Okay. YOLO. Mày để ý là lâu lâu rồi mấy anh em mới tụ họp lại được là toàn được rượu. Và năm anh em trên chiếc xe tăng. Không, này giống Battle Royale đó. Trong này có thằng mẹ hay đánh giấm, mẹ ngồi trong xe tăng chết sợ. Mình xin mạn phép đổi qua nhân vật nữ do là đổi không khí tí. Đấy, cho các bạn gọi là thèm thuồng tí. Má nhìn ông Connor giống Joker vậy. Trước giờ mà. Thì ở tập này thì chơi deathmatch nhưng mà chúng mình sẽ không chia team, bởi vì có 5 người chia team thì nó sẽ bị kiểu thiệt thòi cho một cái team nào đấy. Tập chia 2 thì chẳng lẽ cắt đôi nửa một thằng nữa ra. Đúng rồi, trong đây có gay. Chúng ta hãy chia đôi được mà. Muốn thì chúng ta có thể xẻ Minh Nghĩa ra cũng được. Xẻ một nửa Minh Nghĩa bên này, nửa bên kia. Ok. Ôi mấy thằng nhân rồi. Ôi, chưa gì bắt nhau. Này này này, bình tĩnh. Này, thanh niên nghĩa cấp 300 người. Ơi, cho nó. Kinh vãi. Ủa sao súng gì tụt vậy? Ê mát. Vậy là anh nghĩa hả? Ôi giời, sao toàn nhặt lục vậy. Để góp gì nhất mà. Nó lâu không chơi quên mã hết. Đấy. Ê, súng đây. Công nhận là không chơi giờ cái chỗ khó thì. Ui. Ấn ui. Bắn gì ghê vậy? Đâu rồi? Ôi sao lắc quá, em bị lắc quá. Phải. À súng tục phải. Ê mày nghe. Thằng Ngọc móc lốp. Ôi ôi móc lốp. Con à. Chúng ta đã từng là bạn tốt với nhau mà con à. À. Em bị đó. Ủa Hà giết à? Mình đâu rồi. Mình chờ đấy. Heo nào. Này thì heo béo heo. Ồ mấy coi nó bắn rồi. IS đánh bom cái kiểu. IS đánh bom. À, làm liên tưởng đến cái vụ Nghĩa. Ôi chết. Bắn đừng nghe mình bắn hiệp bé dưới đây, mình bắn hiệp bé dưới đây. Đừng quạt. Bắn hiệp bé dưới đây nghe. Anh cứ không được chơi. Đừng quạt. Cùng lần cho nhau đi. Cover. Ôi, ai bắn tôi vậy? Anh em mình hợp sức. Hợp sức. Ủa anh em gì hết hả? Ôi. Làm phát cao bồi nào. Rơi. Thanh niên. Bắn đi. Ê, con nào dính 3 tỷ luôn, lên 3 tỷ luôn rồi. Bao một player kìa. Xong lên. Ôi. Ôi trời ơi, con ơi, Ôi. Ông Hà trâu kìa. Ê, Hà này. Hà trâu hết. Một gọi là một viên quyết định giang sơn đó. Ông Hà chết rồi. Yeah. Có sông mới rồi. Ủa mấy cái đâu. Ê, vãi lờ. Trời ơi. Hello. Rồi đâu rồi, đâu hết rồi. Ô nãy giờ tại sao súng lục không à? Mấy thanh niên kia đâu rồi, súng cạn bắn ghê thiệt. Ê lộn dọc. Kill streak kìa. Ôi. Thanh. Ôi. Ôi mẹ ơi. What the hell? Thanh niên ân. Ui trời, thanh niên ân à. Được. Ừ. Chuyện sẽ trả thù. Ôi. Thanh niên ân. Nói bắt đèn rồi mà có mơ hộp được, what the fuck. Ví tình làm gì thế. Ví giờ. Thanh niên nào. Stay away from me bro. Quái. What? Má lâu chơi quên vẽ cách điều khiển. Ấn này, ấn chạy này. Ấn đang lên, Ấn đang rampage. Tôi đang ngồi bị kill rồi. Tôi xin. Cái này. Hãy sọt với nhớ cái đầu. Ôi. Thôi con ơi, xuống đây nè con ơi. Ôi sao chết rồi men. Chưa. Con ơi, đằng sau. Anh em
hợp sức nhau để. Ồ, một phát headshot quá ngon. Ồ ồ ồ ồ, bên đây trái, bên đây trái rồi, bên đây trái rồi. Hiểu béo, hiểu béo, hiểu béo. Ấn bình thường đụt mà sao? Đụt này bái. Cắn mồi kìa. Nghĩa nói à? Thằng đột à, what the fuck. Nghĩa ơi. Nghĩa ơi, đằng sau đi á. Đằng sau đi á. Đằng sau. Ai rồi trời. Anh ở đằng sau cái đấy. Mày cứ bắn anh. Không tin tưởng anh gì cả. Nhưng mà ông Chris bắn em bây giờ. Buồn quá, buồn quá. Ê, ông rồi, bơi, 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 bây giờ tự nhiên đi bơi lên. Biết nhiều vậy ta. Ơn ơn đang lên đồng, lên đồng. Bình thường kêu ông biết chơi nhưng mà giờ hôm nay lên đồng ghê quá. Ây da trời. Cái gì đâu. Tưởng trả thù lần ân. Quýt. Ông Hà xuất hiện đúng lúc ghê. Mà nó chạy thật. Nãy giờ bọn chưa đi với lại anh Chris nào. Đâu rồi, đâu rồi, men đâu rồi. Này phải đi nhặt súng mới được. Trời ơi. Ha. Lên, lên đồng. Lên đồng. Anh cho mày đi đồng luôn, không phải lên. Ây da trời. Hồ, 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 Asia phải là. Xem thành nhiều một lúc. À đây đây đây. Ui xù. Ui trời ơi. Bỏ mồm. Má nãy giờ em tới xuống lột không gì. Ờ hôm nãy được xuống kèn cái. Ô ô ô. Ôi ôi vãi thanh niên. Ây 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 ây. Ở đâu đây vậy. Ôi. Trời ơi. Ôi ghê quá ghê quá ghê quá. Ui. Này gọi là trường móc lốp móc lốp thành trường. Ai đâu đây vậy? What the fuck? What the fuck? Đâu đây vậy? What the fuck? Ô, mình không giết được Hà. Vãi. Ân, cái đầu, cái đầu, cái đầu, cái đầu, cái đầu. Ai, 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 ai. Anh hack mà, anh hack. Ôi, 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 ôi. Tại nhiên Hà nguy hiểm lắm. Ôi, ôi. Ai gỡ đó. Ngấm ngầm, đấm chết trâu, ngầm. Đấm chết trâu. Ôi sao trâu. Cái chiêu ông Riz sao kiểu gì đó cái chiêu luôn à. One Punch Man à. Này đi ha. Ôi. Ui. Con ơi con ơi con ơi con. Trên nóc, trên nóc kìa. Anh Riz, Riz kìa. Anh Riz kìa. Đồ tao là phòng tôm à. Đấm phát chết luôn. Phòng. Phòng. Đó nè đấm luôn. Hà này. Hà này. Ồ mới công nhận. Công nhận thì. Rồi đâu rồi. À kinh quá. Ây da trời. Ui giời. Bắn 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 bắn. Ờ. Không hoàn cảnh thằng này rất điêu. Ấy da trời mày. Đánh lộn ấy da trời. Ba nghĩa vào. Mình ăn sạch. Gì tụi ui tao quýt tao quýt. Từ từ để anh giết nó quýt ra. Được bắn anh. Nó kích nó kích. Má súng đạn hết dân rồi. Cái đấy. Mẹ tứ phương nó bóp này chơi. Ô má sáng ông Connor là ông chổng ông lên tục thiệt chứ. Ôi ơi, má ăn ké là sao? What the fuck? Buồn ghê. Ơ ơ ơ má ơi. Bắn súng rồi. Công nhận tranh vô dư gặp vô dư này chứ trời. Ơ ơ ơ hết hồn quá. Hết lộn 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 lộn. Anh ra được cái blue sắc rồi nè. Thì tự nhiên rồi, đi săn phát. Thế là. Này thì thế luôn. Thế lô cái gì? Rồi. Blue sắc nè. Ân này chết chưa? Sao chết được? Có bằng đầu tỏ là thôi. Ok kìa. Ơi ơi ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh phết. Ôi ông Chris kìa. Má cả cả tháo chơi bắn nhau quên mẹ hết. Ây da trời. Má chuột khó thiệt chứ trời. Ừ chết rồi, chết rồi. Má chuột khó dùng quá. Ông thần Chris hả? Ô ma. Rồi chơi thằng này móc đít thằng này. Ôi, thằng này móc đít thằng kia. Ôi mẹ, anh chưa rút súng mà, trời ơi. Anh chưa rút súng thằng. À đù. Ở cái nút đánh là nút nào vậy? Phải đi gần hay sao ấy. Cái nút đánh, ông ơi cái nút đánh là nút nào vậy? Ấn ấn ấn. Trời ơi. Mày có thằng quýt sao mày không bắn được bắn anh. Ôi ai 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 ai. Đâm kìa, đâm kìa, đâm kìa.
trước bắn con Queen không bắn bắn mình thằng mà bắn bắn mông bắn mông ông hạ hay gì ông hạ nãy thử toàn móc đít nhá bật bãi này là chỉ móc đít thôi thề bật bãi móc đít từ từ đừng đừng ôi 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 vậy mà cũng giết được ông hạ nữa nè ôi mẹ đèn đèn ấn anh em mình nói chuyện được mà ấn ấn còn cũng kẹt luôn chứ. Sao đánh, sao đánh. Trời ơi. Hello. Ui giời. Anh nghỉ dưới. Dưới đâu? Anh quên mất tất cả các cái kiểu di chuyển. Rồi quá coi ấn nó chết rồi. Ôi. Mày thật chứ men. Điên thật. Ôi má ông Hà. Ôi. Thầy Điên Nghĩa level cao hôm nay đuối chắc lâu không chơi rồi. Em dùng chuột, em đâu quen dùng chuột đâu. À dùng chuột à. À, chơi tay cầm có emot. Thành điên. Đâu rồi? Góc nhà kìa. Ôi đừng bắn anh. Để anh bắn mấy bạn. Ôi. Này chơi ally với nhau hay sao á? Đúng rồi. Hai thằng kia. Ủa. Thôi vậy ba anh em mình ally lại giết thằng kia đi. À đủ, cái này ghê. Ây da. Hiểu béo đừng bắn tôi nha. Ok. Coi như là chia team đi. Chia team đi. Bắn ra kìa. Mày thủ dâm vậy lấp đít nhau hả láo. Ê, đàn đi mời. À, ôi thằng kia. À. Cứu. Thằng kia cái đầu. Cái đầu. Ây da trời. Bị bắn từ đằng sau chứ trời. Trời ơi. Ấn đầu cho ông rồi. Đây, té thôi. Trời ơi, what the fuck, đâu ra đây. Kẻ thôi bên đây, tôi chạy qua. Ô, chết, tí bắn nhầm kit, xin lỗi nha. Đâu á. Tôi chỉ bắn vào tai, tôi chưa bắn vào đầu đâu. Trời, sao chưa chết. Chết rồi, Nghĩa, ông chết rồi, bỏ tôi với ai. Tôi chưa chết mà, đang rồi. Ôi, gà quá. Ê, lượm được cái tech này nè. Ôi, lát ông nội kia spawn ngay chỗ này là hơi bị bựa luôn á ba. Mẹ hồi nãy tôi spawn ngay chỗ kia rồi. Này, chỗ này chỗ kia. Chỗ này chỗ kia. Ai ui. 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 Bây anh em chứ. Ê bay. Bay. Bị ghê mà. Bị ghê là có spawn tục vân lờ. Spawn bá vãi. Vừa mới nói xong mẹ. Con chỗ kia chết mẹ. Nhớ thứ hai mới phải ông gái. Bên tay bắt chết các bạn đâu ơi. Ê, ở đâu đây? What the fuck? Đâu đây? Ký đây nó trên đầu ấy. Ơ, mẹ, đấy, spawn đâu đây trời. Đâu. Ông hại anh em kem lại cho anh ấy. Ha. Thế rồi, tới thời kỳ đạn dừa khiêm tốn rồi. Ôi, phe trúc lập à. Nhầm phe. Bắt chết trúc lập là dễ chết lắm mấy ông ơi. Từ từ. Ôi ôi nè thua nha to đỡ hút nữa kìa nó trên nào màu nào á nó lộn người bé mình lại đừng gây mình canh me rồi adu má cái tỷ năm giết được Chris rồi nè tỷ năm giết được Chris ui mày bị đứng gần cuối kìa biết ngay mà đâu đây mấy ông nội spawn tục thiệt chứ ơi bảy chúng ta là từng là bạn mà thằng ân cô vợ hiền béo đây ui chết rồi liên minh huyền thoại à liên minh rồi kìa ông à chuyên gia đâm công kích ông cố tình giết đâm ê ủa đâu đây má còn móc lỡ em móc đít rồi thằng kia đâu rồi. Hiểu béo nè. Anh kìa, đập. Ui xôi, xong bắt đầu mà. Yêu mày.
điêu điêu ơi ơi điêu 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 quá điêu quá ơi dạ trời má ê đâu đây má đúng kiểu spawn tụi bên lên ông Hà trung lập à ai giết mãi ông Chris đúng chất One Punch Man luôn á tại chạy lại gần đánh luôn á tại vì này mà. Fan hentai manga mà ủa em nhớ hentai nó đâu có chơi gì đâu anh hentai là nó đóng đóng phim xếp mà thì nó dùng tay ủa à đâu nó móc vào má ê ê ê ê bậy thành điên mẹ kinh vãi bắn nghĩa kìa con nơi kìa đấy đúng rồi bắn thằng đấy bên kia nghĩa bên đó đó hai người biết là ông nào hai người ê lộn xin lỗi ông này cứu tôi anh đừng ai nhìn ông còn coi ông giờ mới chết rồi ba hiểu béo rồi hiểu béo me thần ba thanh niên thấp hơn diêm không bơi thanh niên bơi ấy ai ôi bắn hà của anh hả bắn hà của anh hết máu rồi quýt lại đằng sau có nghĩa còn đằng sau đông quá ông Hiểu ơi. Mà ông Chris cái chiêu mà. Ấy da trời. Ôi. Shut down ông nội. Má nghiện liên minh rồi. Chết. Ôi. Chris gần đó rồi, Chris gần đó rồi. Ê, ủa sao rồi? Ở đây rồi. Ủa, Hà CEO. Máu nó trâu quá. Quá nó lực level 300 men. Trời ơi. Thằng thằng chết đi. Thằng kia nó gần chết tôi, quýt xuống nó chết cả ba ấy nha. Chết đi. Đủ. Nó gần chết tôi. Ui giời ơi. Ê, bảo vệ tôi đi men. Gặp thật quá, bà không nổi. Ôi, clip cái gì vậy? Ôi, vô thấy clip bên kia mà. Ai spawn bên này rồi. Ê, đâu ai vậy? What the fuck? Ôi giời. Vãi mới săn được, con đĩ. Vãi lơ. Chúng ta đã từng là anh em mà. Quýt à. Ê, mặc ống á, mặc ống á. Ê, chạy kìa. Ê. Ấn à, làm gì thế? Bố ơi, mình đi đâu thế? Hình như, á. Ê, hình như Hiểu cũng muốn Hiểu muốn nói. Cứ chú mình lại nói, what the fuck man. Rồi, chỗ, hà tới. Ê, nhớ canh đằng sau nha ba, kiểu coi chừng lâu có hồi sinh bừa lắm á. Ôi trời ơi, lộ quá. Càng lộ kinh thế. Hà ơi, qua bên mình luôn đi. Đù. Chúng ta có lẽ được chơi ở đây an toàn á, coi chừng ổng hồi sinh đằng sau nha ba. Mình trốn này, bắn được. Ủa sao giờ mấy ông chuyển sang quay sang giết nhau rồi đó. Chúng ta phải chơi chiến thuật chưa? Mặc giáp. Ơ sao ông kia đi, ông kia đi. Tôi dọn khách máu rồi, chết rồi. Ok. Cái gì phe Hiểu Béo? Ui. Hiểu Béo không đánh nhau nha. Nó bắn tôi nè mày. Hai lần bắn tôi nè. Nè mình mà thủ sai. Hiểu béo gần chết rồi. Rambo. Ui giời ơi. Hiểu béo cay thật. Cay thiệt. Ừ. Coi chừng đằng sau. À boomer này. Quýt sao xem sao đứng trên mái ngói không bắn được thằng nào. Rambo. Rồi chết rồi. Nói khỏi mồm. Rambo. Ơi kéo xuống lên. This is Sparta. Sao bên kia rồi. Sao đứng đây không nấp được sao? Bây giờ ba thằng mình chạy lên đố nó bắn kịp luôn á. Ờ ui anh nấp cây chỗ đấy. Bên lên. Ôi trời tối rồi thôi đi ngủ với mấy ba bắn súng gì kỳ quá. Để cho hàng xóm còn ngủ nữa. What the fuck. Má con ơi hôm nay máu trâu vậy em. Triple kill đứa quá đâu đâu đây. Sao? Ui. Lại. Đi nè. Ông quả quáo này hay thiệt nha. Lại đây nè ba, lại đây nè. Còn thanh niên nào? Còn cân ba thôi. Ấy dạ trời. Ôi.
bắn vào cái nách chết ngay. Anh em này đứng canh meo hai rồi. Ôi lúng nách, lúng nách. Thằng Nghĩa kia, thằng Nghĩa kia. Ai da, bay đi bơi, what the fuck bơi. Đi bơi nè. Thằng Ích, thằng Ích, đằng sau, thằng Ích. Nè, cái té 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 ngập mồm luôn. Ê ê ê, ông ông ông. Đừng gây me, đừng gây me. Còn ai, còn ai? Rồi. Ông what the fuck. Ui, ai bắn vậy, ai bắn mình vậy? À, anh hiểu rồi, bên kia. Hả ơi, coi chừng sao hả ơi? Ơ, what the fuck, trời ơi. Thằng Nghĩa bên đấy à? Ôi, không sao. Vừa mới nói luôn. Ông hiểu bên cái chỗ hồi nãy mình đó nghĩa. Đó, đó, biết rồi, ô, đâu, 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 không, tôi tút được bên đây rồi. Mày solo van à? Ui, ôi, trời ơi. Đúng rồi, hả ơi. Thôi, đằng sau nguy hiểm. Trên nhớ hả, ông kia còn ít máu rồi. Chúng vẫn bên đấy, chúng vẫn ở trên đấy đấy. Vẫn trên đấy, chưa thấy. Đó, đó, ông Chris Rich còn ít máu. Lên luôn, xong lên. Rambi, Dominating, đó, lên luôn. Thầy nhìn Dota. Á đù. Oh, you finish 4 for... Hahahaha. Một đứa này lên đồng vậy. Lên đồng thiệt. Đù. Đù. Con đó lên đồng. Sợ Joker. Joker. Lần đầu MVP kinh vãi. Thế em lần đầu luôn á. Dislike. Dislike. Không, chung team like cho cái nhẹ. Đó. Ê tí chia team với mẹ. Chơi lại mà à, có cầm từ từ. Vào lại thử xem có cầm vũ khí không ấy nhá. Không. Melee ấy. Ủa, melee gì? Là sao? Không thì lại melee ấy. Xem có lựa được melee đánh không? Không, kiểu như anh phải out ra. Ờ, replayer nó bắt anh tưởng replayer nó cho tạo phòng lại chứ. Tạo phòng lại đâu mà. Tạo phòng lại ha. Ok, cũng được. Không ý. Nhưng bảo anh tưởng kiểu bấm replayer nó sẽ cho tạo lại phòng. Đây này, đó. Force only là nó cho cầm cái gì đây? Force only là chỉ có mấy cái lùm á. Ờ, nhưng mấy cái nó cho không hả? Có súng lộn mà, đừng để chỉnh force. Ui, thì chết rồi, thế không chơi được melee rồi em ơi. Không thì mình cứ để on and pick up á, cầm mình cầm melee đánh nghe. Ờ, nhưng mà bắt buộc cầm melee thôi. Ừ, thế được. Má, melee bấm lúc nào vậy trời. Rồi, chọn tháp á rồi xuống. À rồi. Không ấy là bấm chuột á hả? Ờ, em đè nút tháp á rồi em xoay chuột vô cái vũ khí. Biết không? Ông ấy biết rồi nhưng mà vấn đề là lúc mà đánh là bấm chuột phải không? Ừ. Không. Lúc mày cầm vũ khí ấy, vũ khí Vili đứng cạnh ấy, cứ trỏ chuột phải là nó sẽ hướng vào một thằng nào đấy. À rồi. Cứ thế mà đâm thôi. Thế nếu đấy là chơi kiểu solo còn đông thì má, tiền đạn nó hai mấy ngàn, what the fuck. Rồi quay tiếp nha. Ok. Tiếp chứ. Ok, chúng mình sẽ chuyển qua chế độ gọi là chỉ chơi melee thôi, vũ khí gọi là vũ khí cận chiến. Đấy, bên mình để cái kiểu own and pick up, nghĩa là vũ khí tự do với cả nhặt được. Thì các thanh niên nhớ chơi bằng ấy đấy nhá. Chơi bằng melee ấy nhá, mẹ cấm chơi súng bẩn đấy. À. Có thanh niên nào mẹ cá độ sổ số lô đề không? Tôi bet 3.800 nè. Tôi bet 1 đô. Ui, phải. Bây giờ. Kỳ kèo mãi. Em own in rồi. Ấy đúng rồi. Mày phải như anh own in nào. Own in cái phòng với trời. Nào, cầm dao nhá, từ từ mẹ nghe nhân. Chết mẹ own in. Từ từ nhá. Ủa sao chị dao ta? Đang lửa thôi em, đang lửa hen. Trời sáng rồi. Rồi. Má mấy ông này ghê quá, cho đi đóng phim được á. Savage. Anh là Savage. Nhìn mấy thanh niên đuổi nhau như mấy con vịt kìa. Ok, nhìn dễ thương vãi. Ôi, á đù. Ai 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 ai. Chết rồi. Mình sai lầm khi vào chơi Billy là Nghĩa. Ui ui. Biết gì? Má nó chặt mình mẹ với. Mấy con Billy này nó chặt phải kinh quá. Bốc. Mẹ. Giờ ghê quá. Ôi trời ơi. Bị đội AS hay sao mấy ba? Bật hack lên. Anh em hộp vậy, chém hộp vậy. Anh này. Ui đừng nghĩa, anh xin. Ơi ai à, con nó đâu rồi? Ơi nó sẽ lấy gậy đánh đâu lấy gậy đánh go luôn. Cái này cắt loại
không trúng anh Hiếu luôn á, kỳ vậy. À, nó lên tới level 100 là nó mát máu liền gì? Anh lên Sola mà em, vậy sao trúng được? Sola quá. Gì ơn, gì ơn, chúng ta đã ra trời má ơi ơn ơi. What the fuck? Chúng ta từng là bạn mà, chúng ta từng là... Chú ạ. Đánh từ từ thôi ba, bình tĩnh lại mà đánh. Phải lờ tên điên. Ê. Nó trả thù được. Ôi mình đang đứng đâu. Ê à. Đầu. Đầu á. Đâu. Xin mày miếng thịt. Kỳ chứ. Ôi coi Chris bay bướm luôn á bà. À. Và hai thanh niên. Ui. Đâu. Ông hết máu rồi. Anh hết máu rồi, anh chạy. Ai xa. Em không có dao. Ai xa, trời ơi. Béo ơi, hả? Đây, anh em solo chính diện luôn. Ui, thằng Hàm cầm dao đâm tức cái quái. Cái dao sắc thủ. Dao của xin cái chết luôn mà. Để anh cầm dao. Đây rồi. Dao mới á, ai xa. Ai xa. Thanh niên này mẹ chọc qua sườn. Em nó giết nó. Hết máu rồi. Đang ông Hà sẽ là boss, what the fuck. Ủa ông đang bơi mà. Ông bay thẳng một phát lên tới đây luôn, what the fuck. Hà bật hát rồi nha. Bình tĩnh á. Ê. Ui Back up. Ê trời ơi, trời ơi là ưng. Tự nhiên muốn lộn nghĩa xong cái mẹ ông Hiểu giết. Ưng is dominating kìa. Ồ, rambay. Không Hiểu béo thì biến đi. Rồi Hiểu gầy rồi, giờ là Hiểu gầy rồi chứ Hiểu béo gì nữa. Gầy béo gì. Dì đâu đây. Dì đâu đây. Gầy béo gì. Lalo. Ê, bình tĩnh. Hợp tác quá thành công. Té đâm mộ ông té rớt xuống giường. Còn ai, còn thanh niên nào? Đâu hết rồi. Vô luôn. Vô đi. Ồ má thanh niên mặc áo. Khoái đi vô cái đường chém của mình nha. Yeah. Giờ kia. Thối đầu. Ôi. Quýt này. Chết chưa rồi. Mày chém. Xích. Ôi. Mỏi tay quá. Chém đầu mỏi tay quá. Áo ha tao đây nào. Thôi cái chém đầu mỏi tay. Cái đó là cái yêu cầu đầu tiên khi anh gia nhập AS á là phải chém đầu người ta. Cái gì đấy? Ôi, hai lần chết trước mặt mình luôn. Này gần chết rồi này, ông nào mỡ mỡ vào húp mà. Đang mặc quần. Đang mặc quần bơi sẵn tiện đi bơi cái. Ê. Ê. Ây da trời. Thật là mãnh liệt đâu. Mày chạy luôn. Ui. Vãi thằng nào zen. Thằng Z cái kệ bóng chạy đến chậm vậy. Đúng rồi. Ôi giời. Ân nghĩa đồ. Trời sao mỗi lần em đánh là cứ tự nhiên có ông Chris xuất hiện đằng sau lưng hoài. Thằng Quý thì như nó. Thằng Quý thì như nó được cái đúng. Kiểu không. Ông kiểu như là mỗi lần em đánh Hiểu béo là Chris xuất hiện kiểu như giống thiên thần hộ mệnh ấy. Với là vậy là thanh niên. Ôi. Thanh niên này Lê Văn Hà. Đúng rồi. Đây. Đó, đúng rồi. Bình tĩnh. Ân sạch quá. Trời ơi. Ôi. Kìa, cấp cao. Chạy. Ôi. Anh mát level 100 là nó phun máu liền gì? Kìa là kiểu súng mạnh. Mà đấm cũng mạnh. Đấy, người ta gọi là đa cấp. Ây da trời, vài cái đa cấp. Đa là nhiều mà. Cái gì cũng cao á. Multi level. Thấy có chọc mạnh không? Má nhìn lúc đầu, em nhìn từ xa, em nhìn anh giống như là đàn bà vậy á. Má nhìn mặt em bộ đồ đó chứ. Nhìn là muốn, ây da. Bơi.
rồi. Ba đi không ai bắt được ai đây. Hiểu béo, hiểu béo, hiểu béo. Béo cái gì? Ôi lục đạn. Ui da. What the fuck? Ông dùng súng rồi, dùng súng rồi. Cái lục đạn. Ơ mất dạ. Bị đâm rồi. À, anh em thử trình độ. Ây à, ôi ôi, vãi cái double kill. Ôi, double kill, double kill. Nghĩa ứng mật. Nghĩa chịch mà. À đây rồi. Đó, ăn ké, ăn ké, ăn ké. Đù quá, mình ăn ké giỏi quá. Chết, chết. Ôi. Lên đâu, lên, ớt rồi. Ồ, ngay chim, thốn, thốn. Thốn, thốn dùm. Thốn, thốn dùm, thốn dùm. No. Ông cái này em dành sự ưu tiên cho Hiếu Béo. Ú ú ú. Thôi đủ. Lắc hả? Tôi đi nhặt máu ngay. Gào, gào. Mày trình độ bắt cua làm sao bằng anh được? Trời. Trình độ. Ê, ấy à. Đình. Bây giờ trời. Hôm nay gọi là trình độ móc lớp rồi. Ờ ơi. Đấy, chỉ dụng bắt bắt cua rồi đấy. Bắt cua. Trình độ bắt cua. Cua. Ui. Đi luôn sợ. Ok rồi. Yeah. Ui nãy em nhớ đâu có cái cầu thang này đâu phải không? Cú đấm phòng tôm. Cú đấm phòng tôm. Ây da trời. Cú đấm phòng tôm. Ui. Ui. Công nhận ông lên đồng là mỗi lần lên đồng phòng tôm cái phòng thiệt luôn mà. Cú đấm phòng tôm. Ấy đồng cũng chết luôn thì còn gì nữa. Ông chết luôn. Phòng cũng có máu mà. Phòng tôm cũng là người đúng không? Phòng thằng gì đâu. Rồi phòng cũng là người. Ê à. Phòng tôm ấy nó chỉ là một cái miếng snack thôi. Hiểu chưa? No. Mẹ Hiếu Béo mới là huyền thoại. Gì nó có gì muốn sao đánh không đánh được con phong tôm. Dạ phong tôm, phong tôm, phong tôm. Anh em dán phong tôm ấy. Muốn sao đánh được ơ đâm ơ ôi anh em tôi cầm súng chưa chơi em đang cầm súng mà. Còn ai ân kiểu cầm súng đứng từ xa ân đừng ôi bị hiếp dâm ôi. Ôi, cái năm đông phòng tôm mạnh quá. Ơ kìa, sao chém trượt hoài vậy? Ơ, chém trượt. Ờ, giờ trúng rồi đó, trúng rồi đó, trúng rồi đó. Đó, trúng rồi đó, trúng rồi đó. Giờ trúng rồi. Bệnh, ái da trời, công nhận phòng tôm thiệt. Sán hà đi. Phòng tôm. Sán hà. Trời ơi. Hà, tới tháng rồi, hà, tới tháng rồi. Bình tĩnh, máu chảy tâm lum rồi. Tôm nào không phục ra đây xem phục tôm nào lên ơi rồi quý chết luôn nè đâm chết rồi máu chảy vương vãi tùm lum nè ghê vãi lơ bật vãi thanh niên nào đến ngay tới ngày ơi cái ghê thế đéo nào á nhìn cái sàn trắng bóc mà nhìn máu không là thấy ghê vãi lơ ai à trời ai ngồi xong mà sập quần rồi đủ đánh quá đấm một phát chết luôn. One Punch Man. Các bạn đấy xin cho mình xin cái hashtag là phòng tôm kinh vãi đây. Chết đi. Chết rồi nó chết rồi. Chết rồi thôi. Xanh ui mình xanh. Mày vậy là mấy thanh niên tới tháng là được. Máu linh lãng lắm. Nhìn kia vẫn lờ. Á ân ở u né đi đâu thế? Bơi cho má. Má. Rồi xác hiểu ra được rồi cho xuống dưới nước. Ê, xuống đây chơi, xuống đây. Ê, chú. Này, trời ơi, ông Hà nổi đúng xong kiếm hợp binh luôn á. Á, ông quánh mình văng lên chơi xong ông Hà chạy tới tán một phát chết luôn. Đồ. Ui, Hà kìa, Hà khỏe vãi. Ừ. Hà chạy marathon rồi ba. Vận động viên. Không. Vận động viên. Em đang thi giải vận động viên lộn xào nè. Lộn xào. Phòng tôm. Fuck you. Trời đụng quá. Chết. Phòng chết thằng A. Vậy bọn chết sao? Ui, xanh quá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xanh giờ. Hồng dây với Human.
Muốn gì? Muốn gì? Hả? Muốn gì? Hoàng Tom! Muốn gì? No! Muốn gì? Ông ăn cầm súng vô làm đéo gì? Mình đâm thằng ăn luôn là phải. Execute kinh phải. Đâm thẳng vào ruột thôi à. Ô, ông cần cầm súng vô chì vậy bà? Lôi hết cả lòng mề của ăn. À, gì đấy? Thanh niên chơi bật vãi. Đâu có lấy con mà. Thằng ăn nó lấy súng, nó lấy súng, súng pháo sáng nó bắn. Giết nó. Ôi, má ngay chìm, ngay chìm. Đâm láo vãi lên. Giết thằng ăn. Giết thằng ăn. Vi phạm luật. Lôi con dễ mà. Bọc đầu đâu đâu hết rồi. Chạy kìa. Anh em bộ... Ê, mỗi lần mà cái đánh trận chiến là nó cứ đạp xuyên người mà không có dính đàm gì hết ta. Quá kinh quá. Rồi. Rồi. Ui. Ui đâm tôi chết. Chết chết. Rồi. Thằng Tom. Phát tư gà đúng khỏe luôn, không hiểu đấm kiểu gì mà phát chết luôn để bình thường phát mà. Em không có cái đó. Phòng tôm. À, cái nắm. Má công công nhận phòng tôm ghê thiệt. À, dùng cái bàn tay gấu rồi. Đúng rồi. À, nó cồ, nó cồ, nó cồ. Ê, mọi người ơi. Ui. Ui. Ui, ui, ui. Đó, em mới đọc đơn vào ES. Vãi lơ. Ông nào chọi cái gì đâu vậy? Thằng nào quên. Cứ thằng nào mẹ chơi cứ cầm súng mà thằng ơi cầm súng kìa, thằng ơi cầm súng đâu, thằng ơi cầm súng nên nên cầm súng mili cái đấy quỷ thôi, là gì what the fuck thầy điện hàn em dùng cái súng em mili mà em đấm á, mày cầm súng đâu thầy điện hàn khỏe thế em kết liễu thằng kia. Phòng tôm, phòng tôm tiến lên. Ê trời ơi, ông Hà đúng á, ông đúng kiểu ăn hôi luôn. Quá im ba quá anh em nên quay hài. Nấp rồi. Đồ double kill luôn, một phát chết hai. À. Ui giời. Má. Hãy đâm cú đấm phòng tôm. Bọn mày chém phụ nữ như thế này à? Vậy phụ nữ đang mang bầu nữa chứ nhỉ. Đánh rớt con ta luôn kìa. Má máu vương vãi tơ lơ. Vỡ ối tùm lum. Lòng lôi à quên lòng mày. Vãi lòng lồi như cháo. Như cháo vậy mà vãi lờ lòng lồi. Chém vẫn nhảy lên. Ui mẹ thanh niên ăn thì nguy hiểm lắm. Hôm nay thanh niên mẹ kỳ lạ vãi. Thanh niên như kiểu người nhện đấy mẹ. Tự nhiên có sức mạnh. Sức mạnh kỳ diệu. Ê ông kia cầm súng à. Thằng Nghĩa thằng ăn lại gục team với nhau à. Ông kia cầm súng à, what the fuck. Ôi mình mạnh rồi, mình đang mạnh lên. Xong màn hình mình bị chúng ta kêu hợp tác xã. Đây là đồng minh thời chiến thôi. Giết con ơi. Đồng minh thời chiến đúng không? Đồ má Half-Life nè, cầm Robin. Cái gì gọi cái gì nhỉ? Ông gì quên tên rồi. Đi bơi. Chris. Chết. Ông gì chính Half-Life nè. Ui. Freeman. Cái gì Freeman vậy? Golden Freeman. Sao phải Golden Freeman không chứ nè. Golden Freeman là ông đúng Freeman rồi. What the fuck. Má đúng ngáo luôn. Golden, đúng rồi. Đâm chết mà. Đóng phim là Morgan mà. À lộn, Morgan, đúng rồi. Vậy đờ. Golden Freeman mà. Golden Freeman mới là cái ông rồi. Mới là cái ông da đen chứ. Ủa? Ông da đen. Ôi this Valor. Ông da đen. Vậy ông da đen. Mẹ éo chơi với ông Hà. Ui. Thôi. Ôi. Hả? Hai lần 4-4-4-4. Thanh niên Hà. Rồi kỳ này bớt im ba rồi. Má. Anh đã có giết rồi. Này imbo rồi. Đồ phòng đất rồi. Mẹ thanh niên ăn thịt anh em thanh niên còn mẹ xỉa răng vẩy đi. À, móc cứ ngủ nữa chứ ở giờ mới lờ. Lâu chúng ta không chơi nên là tự nhiên có hai thanh niên tự nhiên bá đạo không hiểu vì lý do vì sao. Thì lâu dân chúng nó lên đồng. Có hai MVP đó là Hà Hoesia và Uncanner phải không? Ngôi sao đang lên. Ngồi sao đây lên. Nghĩ là tập này chúng mình chơi cũng khá là đủ rồi. Đấy thì mình nghĩ sẽ gặp lại các bạn ở tập sau. Hãy cho mình biết cái cảm nhận các bạn. Và nếu mà các bạn có những cái map nào hay thì hãy giới thiệu cho bọn mình để bọn mình có thể tham gia và chơi những cái tập tiếp theo. Hãy subscribe từng người ở trong cái channel này và chúng mình rất là biết ơn. Cảm ơn các bạn một thời gian theo dõi và hẹn gặp lại. Các em bye bye đi. Bye bye. Bye mấy mẹ. Oh.